tiên em xin phép đại diện trung tâm ngoại ngữ Sunrise xin gửi lời chào đến toàn thể quý phụ huynh, các em học sinh đang có mặt tại chương trình giao lưu văn nghệ trong chuỗi sự kiện mừng khai trương chi nhánh mới của trung tâm ngoại ngữ Sunrise tại thị xã Cai Lậy. Và ngay bây giờ chương trình xin được phép bắt đầu. Lớp 2 vậy Duyên có gia đình chưa? Rồi. Đúng rồi.